Các bạn nha, lâu lắm rồi mình trở lại quảng trường Quân Ngựa này. Hôm nay có việc đi qua quảng trường Quân Ngựa là mình sẽ quay. Mùa đông quảng trường Quân Ngựa mà nó cũng vẫn đông người này. Đẹp chưa? Quá đẹp. Ở nhà quá tuyệt vời. Bây giờ rất là lạnh. Lại cận cảnh nhìn thấy chưa? Quá đẹp không? Kiến trúc này. Trên kia là vàng dạt đấy, dạt vàng luôn đấy, trên nóc nhà dạt vàng. Đây là cái này là museum, cái nhà hát, nhà văn hóa lịch sử của Tiệp, quá đẹp. Khi nào có các cái lễ hội gì nó diễn ra là tổ chức ở khu vực này, quá đẹp cả, tuyệt vời luôn. Đấy, có cờ Ukraine trên kia. Xe đi lại hơi nhiều ấy. Hôm nay thứ sáu đấy, còn cái con người chính là con ngựa đấy, có con ngựa đấy. Mình đi lại con ngựa xem nha. Chợ Tết ở đây, chợ Tết nè. Wow, chợ Tết là công an đi cứ đi về, chợ Tết tuyệt vời nhá. Còn cái con ngựa đây, lâu lắm rồi chưa đi. Linda ơi, hôm nào có xe ta đi chơi hả? Đi đâu nữa? Vũng Dương nhờ. Chợ Tết, chợ Ba nó xe đấy, hàng năm tổ chức tại bất cứ chỗ nào làng quê có này, thành phố có, thủ đô có này. Sẽ có đây là metro này, đường metro đi lên, quá đẹp. Ta đi quay khám phá chợ Tết xem có gì hay hay nha. Tục quay nha, cận cảnh toàn kiến trúc cổ, tuyệt vời. Quang cảnh cả quảng trường Quân Ngựa. Mùa đông người đi du lịch rất chi nhiều. Tuyệt đẹp không? Wow, quá đẹp không? Đấy, mình thấy chưa? Trời đẹp. Quang cảnh chợ Tết này. Chờ vá nó xe ở cổng hoa xếp này. Tập nập trong toàn bằng bánh kẹo, bia nước ngọt đủ thứ. Đồ ăn ở đây thì đặc như sâm. Đây có một cái kiến trúc hiện đại mới được xây dựng tại quảng trường Quân Ngựa. Nó chưa lâu lắm rồi mình hoàn thành. Dưới kia có cây thông tuyệt vời kìa. Và trang trí cây thông. Các bạn nhìn xem. Con người nước ngoài để du lịch. Ôi cầm máy lạnh tay lắm. Người đi nè, bồ câu đi. Bồ câu đi ăn đi người. Thầy con cảnh này chứ. Ngắn sơ thường có nhiều cảnh rất chi đẹp. Cây thông cái này buổi tối là người ta hay chơi. Quang cảnh của chợ. Xe cỏ. Hoa hồng mùa hè rất là đẹp. Tuyệt vời. Quảng trường Quân Ngựa luôn mà vùng nó nhiệt đẹp.